Hello anh em, bây giờ mình đang vào một lò sấy vải. Đây sẽ là một lò sấy vải. Anh Vương ơi, vào em nhờ tí. Em nhờ tí, phỏng vấn anh cái à, xem đó là cái công nghệ sấy vải của anh như thế nào. Anh làm cái nghề sấy vải lâu chưa? Mình cũng làm được mười mấy năm rồi. Mười mấy năm. Mỗi năm là anh sấy rơi tầm khoảng bao nhiêu tấn? Tùy theo công suất. Dạ. Ví dụ như công suất năm nay thì với 100 bếp này mỗi ngày mình cho tầm gần 5 tấn khô. Mỗi ngày gần 5 tấn khô và trong thường thường là mình sấy rơi tầm khoảng bao nhiêu tháng? Thường tháng hay tùy theo cái mùa. Cái mùa nó kéo dài, ví dụ như là cái lượng vải nó nhiều thì có thể mình sấy 20 ngày đến một tháng hoặc trên một tháng. Đấy, nó tùy theo cái lượng vải và cái giá rổ mình có kiếm được hay không. Đấy. Còn cái công suất của mình thì ví dụ cái dàn lò này của mình bây giờ là mỗi ngày xuống gần 5 tấn khô. Gần 5 tấn khô. Và năm nay thì anh đã làm được bao nhiêu ngày rồi? Mình cũng làm được hơn một tuần rồi. Hơn một tuần rồi. Cái vải chín sớm là xong rồi, bây giờ bắt đầu là vụ của vải thiều đúng không anh? Đây là vải thiều này. Đây vải thiều đấy ạ. Đây là vải thiều này. Đấy. Dạ. Cái này mình phải phân loại ra. Cái này là ở đây là gọi là thành phẩm ấy đúng không anh? Thành phẩm đây. Xong mình phân loại mình nhặt. Dạ. Căn chỉnh lại nhặt thì để cái vỏ lát rồi những cái vỏ này đi. Là mình phải bỏ hết đúng không ạ? Mình lọc bỏ đi. Dạ vâng. Còn những cái quả như thế này đúng không? Đấy là thành phẩm. Vâng, cái này thì anh xuất sang Trung Quốc đúng không ạ? Mình lại qua trung gian. Mình lên cửa khẩu qua trung gian. Trung gian nó bao tiêu về vấn đề là bán với người Trung Quốc. Mình chỉ biết lên đấy cho trung gian bán thôi. Cái này thì khoảng bao tiền một cân nữa? Năm nay thì cái hàng này nó dao động vào tầm 35-37 nghìn. 35-37 ngàn. Mới hiện tại với giá bây giờ. Cái này là mỗi lần anh sấy khô xong bắt đầu là anh bán đi luôn hay là mình phải lưu lại? Đây, mình sấy khô xong là cho Quân nhặt phân loại và đóng vào hộp đây. Đóng vào hộp luôn á? Đóng hộp đây. Đóng hộp đây là mình xuất đi. Dạ, dạ. Đấy. Ở đây chắc cũng nhiều cái lò mà họ sấy vải đúng không? Đấy. Một hộp này là khoảng bao nhiêu cân hả bác? Một hộp này nó rơi vào tầm 16 đến 16 cân rưỡi ruột. Đây là hàng. Đấy, như thế này là đủ điều kiện xuất đi rồi. Đây, mang tên tuổi của mình đây, mang tên mình đây. Đấy. Cái này anh này không đóng tên thương hiệu của anh vào đây luôn à? Không. Không à? Mình chỉ tên của mình đấy, dấu tên của mình nên để dễ nhận biết là chất lượng hàng của mình thôi. Vải sấy xong ở đấy quá. Đủ cái tiêu chuẩn để xuất rồi đấy. Anh phải tự vào vườn. Sau đó là họ sẽ thu ra không? Sau đó là không, mình mua bán qua chợ thôi. Như cái điểm mà người ta đi bán hàng, mình đến cái điểm đấy mình thu mua. Đấy. Dạ. Với cái giá nó phù hợp của mình. Dạ. Đấy, và cái giá phù hợp của người ta. Vâng. Giữa bên mua và bên bán thì mình đem về đây. Nhưng hôm nay mình mới cân về đây. Vâng. Vừa mới vào lò đấy. Vào lò này thì hôm nay vào bao nhiêu tấn này? Hôm nay mình cân hơn chục tấn. Dạ. Đây là một cái quy trình sấy là mất khoảng bao nhiêu ngày? Rơi vào 70-72 tiếng. 70-72 tiếng, tức là rơi tầm khoảng 3 ngày 3 đêm đấy à? Đấy, đó đấy, thì là được ra lò. Dạ, thế là được ra lò. Cứ để lên như này không, bắt đầu là mình căn chỉnh cái nhiệt độ, sau đó là nó sẽ tự khô hay phải đảo luôn chứ? Phải đảo, cứ trung bình thì là mình thường là 6 tiếng đảo một lần. 6 tiếng đảo một lần. Đây là cái lò than đấy đúng không? Đấy, lò than đấy. Cái này nó phải bổ sung nhiều ấy vào này, nhiều than đi cái thứ vào. Đấy, cứ than nó, khi cái bếp nó gần tụt thì mình chọc xuống rồi mình vào than. Cứ thế mà hót vào đây rồi ạ. Đấy, vâng. Mình điều chỉnh nhiệt độ là nó không cháy to quá thì là mình sẽ dùng cái xỉ cháy rồi này, là mình hắt, mình đậy nó lên. Đấy, để cho nhiệt độ điều chỉnh theo ý muốn của mình. Cái này là một năm chỉ làm đúng một vụ, cái lò này chỉ một năm chỉ làm đúng một vụ thôi đúng không? Đúng không? Một năm một vụ. Cái khí này nó, khí than này khá là độc đấy không ạ? Nó quen không quen này. Vâng. Đây là những cái lò đang sấy khô. Ở đây. Này, đứng vào đây, đứng xuống dưới này. Đó, đây chia sẻ với bác là đây là một cái... Đây là có 1, 2, 3, 4, 5
6. 7 dậy. À. Thế à, mỗi một cái ngăn như thế này thì sấy được khoảng bao nhiêu tấn này? Mỗi ngăn như thế này thì tùy theo mình vào dày hay mỏng. Vâng. Nếu mình vào dày thì là nó rơi vào tầm 8 tấn, 9 tấn. 8 tấn, 9 tấn. Ồ. Tươi. Nói chung là nghề nghề nào cũng rất là vất vả ha. Cũng vất vả. Cũng vất nếu vả mà này, trong vất các vả nghề thì cái nghề sấy vải này nó rất là vất vả. Vâng. Quan trọng chúng tớ làm cái này là quan trọng về cái giá rổ. Giá rổ. Có kiếm ăn được hay không? Ờ. Đấy, chủ yếu là cái hàng vải sấy này xuất tiếp trên 80% là sang thị trường Trung Quốc. Ờ. Quan trọng là có kiếm ăn được không? Ờ. Đấy, chứ còn mùa thì ít hay nhiều thì nhưng mà năm nay nó là vải rồi. Nhưng mà năm nay thì có dễ bán về cái vấn đề vải khô này không? Năm nay hơi khó. Hơi khó. Nó do ảnh hưởng Covid và theo mình hiểu thì nó cũng là liên quan đến chính trị. Vải đó, kiểu vải tươi rồi còn khó bán đâu chứ. Đóng một loạt ở trên biên ấy quả như là 5-7 ngày còn không sang được ấy. Vâng. Thì đấy rất là khó khăn. Năm nay thực sự có. Ê, chứng tỏ là cái sấy vải này cũng quan trọng cái đầu ra, còn cái cách làm mọi thứ thì em nghĩ là nó cũng khá đơn giản thôi đúng không? Không đơn giản. Không đơn giản à? Cũng cùng là quả hàng cùng mua. À. Giá tiền như nhau, à, độ to như nhau, dạ, màu mã như nhau, nhưng nếu như kỹ thuật làm không tốt thì giá dạ đã khác nhau. Dạ. Giá khác nhau rồi. À. Đấy. Tức là nó làm sao nó phải đủ độ ẩm này, nó phải đều này, cộng đấy với này quan trọng cái vấn đề nếu mà giả sử mình làm không tốt thì có thể là gây ra hiện tượng cháy các thứ. Đấy, bén nong, hỏng hóc, hỏng nong. Đấy. Đúng rồi. Cái này là phải liên tục rồi canh kiểm tra nhiệt độ các thứ đúng không ạ? Nhiệt độ ở đây thì có bao nhiêu công nhân để làm cái vụ vải này? Ở đây thì có mình rồi. Hiện tại bây giờ mình có một có 7 dãy lò và 100 bếp. Wow. 100 bếp thì đối với nhiệt thì mình có 3 người. Wow. Ca ngày có 3 người, ca đêm có 3 người. Wow. Còn đảo thì là ca ngày mình có 4 người, ca đêm 4 người. Wow. Nội dung là quân đảo, người đảo thì là phục vụ cho cái dãy lò này là có 8 người. Còn phải có người đi thu mua thứ đó chứ. Đấy. Người thu mua riêng. À, người thu mua riêng. Người còn, thu mua riêng người về người bắt đầu là phải phân loại này nọ thứ chắc không phải rơi tầm 30-40 người nhỉ. Cái nói chung là để hoạt động hàng cứ lên xuống và xuất đi thì hoạt động liên tục thì của mình có tầm gần 30 người. Gần 30 người. Ờ, đấy các bác có thể thấy là làm nghề gì cũng vất vả, không phải đơn giản. Nó nhìn này tưởng là cứ cho vải vào đây là có thể là xong, nhưng mà như thế bác là nó có rất nhiều công đoạn để nó ra một cái thành phẩm như thế này. Và bây giờ quan trọng ra thành phẩm như thế này chưa chắc đã bán được. Nhưng mà cái vải này thì có để được lâu không anh? Những cái dòng vải thành phẩm này này. Thực ra cái này thì người Trung Quốc người ta thu mua hay người Việt người ta thu mua thế thôi. Vâng. Mình khi độ, nó quan trọng là cái độ long. Ví dụ vâng cái độ long tầm này thì để được thời gian bao nhiêu. Ờ. Đấy. Ví dụ như độ long tầm này mình có thể để được khoảng tầm 1 tháng. 1 tháng. Ở ngoài vâng đây. Đấy, đến 20 ngày đến 1 tháng. Nhưng tùy theo nhiệt độ. Nếu như thời tiết mà mưa gió ẩm thì cái nong rất dễ mốc. À. Mà người ta bảo quản là người ta bán ra ấy, thì à người ta cho kho lạnh. Dạ vâng. À, để kho lạnh. Để bảo quản cái sản phẩm nông sản này. À. Để người ta bán ra dần dần. Nhưng mà thường thường là 1 tấn cái quả tươi sau khi đó là mình sấy xong thì còn khoảng bao nhiêu cân rồi? Tùy theo tỷ lệ. Ví dụ như năm nay mà thị trường ví dụ Trung Quốc nó ăn như nào, nó ăn nong dạ khô hay nong ốt. Ví dụ bây giờ đây giai đoạn này mình đang sấy là nó rơi vào 3 cân 3 3 cân 4, 3 cân 3 3 cân 4 tươi mới được 1 cân khô. À, đấy tức là khoảng 1 tạ thì được khoảng đấy 1 tạ thì mình khoảng 30 cân à? Đấy khoảng 30 cân, giao động tầm đấy tầm khoảng 25-30 cân. Đấy tức là 1 tạ thì rơi tầm khoảng 25-30 cân khô đó. Ừ, tức là cũng thành phẩm như thế này. Cũng năm thì về phía Trung Quốc nó ăn hàng ốt thì mình à thường là mình sấy cứ 30 cân thì được 10 cân. 30 cân được 10 cân. Đấy. Dạ. Hàng ốt. Đây 90 cân thì sẽ được 1 tạ thì cũng nó trung bình như vậy, rơi tầm khoảng 25-30 cân gì đó. Cấp độ này thì mình cứ là gọi là 1 tạ được 30 cân. Vâng vâng vâng. Đấy. Tạ 30 cân. Rồi. Cái này là xong là xuất đi luôn. Ừ. Xong như thế là mình xuất đi luôn rồi. À, cái này là tối hay là lúc đó là lại phải có người đó là nhặt. Có người người ta, ngày người ta nhặt cái phân loại ra. Dạ. Từng những cái quả hỏng người ta bỏ đi. Vâng vâng. Cái này mình cũng chưa biết là về để Đây này, đây là người ta đang nhặt đây này. À đây đang đây nhặt này. Đây à. Đấy.
đây này, đây những cái quả đã thanh lọc được rồi. Quả thanh lọc được đây. Đấy, còn cái chỗ kia là chưa nhặt. Đấy. Đó, đây quả này. Đó, mình thấy đấy, nhìn quả đẹp không? 35, 37, 40.000 đồng cân đây quá. Rồi, ok bác, hôm nay cho bác đó là tham khảo cái quy trình làm cái vải sấy này như thế nào. Ở ngay đây là gọi là trung tâm Lục Ngạn hay nhỉ? Đúng rồi. Vâng, đấy, thì các bác có thể tham khảo nhá. Rồi, mình kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video lần sau nha. Xin cảm ơn các bác.